Siento el ritmo y el calor de tu cuerpo en mi interior. Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti. Hoy... Hello tất cả anh chị em đã quay trở lại với cả kênh YouTube của FB Shop ngày hôm nay. Hôm nay thì đến hẹn lại lên thôi thì chúng ta lại bắt đầu với một tuần làm việc mới với nhiều sức sống mới và với một hơi thở mới, đó là đã lạnh rồi. Nên là anh chị em buổi tối mà có đi đánh cầu thì chú ý về sức khỏe với cả chú ý về ăn mặc để làm sao cho mình có đủ sức khỏe. Và tốt nhất là khi anh chị em ra ngoài đi đường mà đi xe máy đi chơi ấy thì anh chị em nhớ mặc áo quần dài thì để cho chúng ta đỡ bị co cơ khi đến sân thì khởi động nó mất thời gian. Rồi, hôm nay thì rất vui mừng quay trở lại với anh em để chúng tôi có thể trả cái kết quả của ngày hôm trước. Đó là cái câu hỏi mà các hãng vợt ấy, hãng vợt đầu tiên là hãng vợt Mizuno là của hãng nào, là của nước nào, hãng Flypower là hãng thể thao của nước nào, và hãng cuối cùng là hãng Victor là hãng thể thao của nước nào. Thì có rất nhiều các anh chị em trả lời đúng, có rất rất nhiều mọi người trả lời đúng, có rất nhiều người trả lời đúng, nhưng mà cái đúng nhất ở đây thì là cái số lượng người trả lời chính xác câu hỏi đấy được tính đến ngày mà FB Shop thống kê. Thì hôm nay thì lại chỉ có duy nhất một người chính xác, đó là anh bạn như tôi vừa nãy tôi đã tìm kiếm ở trên cái máy tính và trên các kết quả trả lời ấy, thì thực chất đấy chỉ là tôi tìm cho vui thôi, còn thật sự là anh em tổng kết sẵn rồi, tổng hợp sẵn rồi. Thì mọi người có câu trả lời chính xác nhất đó là bạn Đặng Xuân Hùng với đáp án là hãng vợt, hãng thể thao Victor là của đất nước Đài Loan. Tiếp theo là hãng thể thao Mizuno là của Nhật Bản, và cuối cùng hãng thể thao Flypower là của Indonesia. Thì ba câu trả lời hoàn toàn chính xác. Các bạn thấy chính xác không? Chính xác rồi. Và bạn ấy dự đoán là có 93 người trả lời giống mình, thì đấy là câu trả lời chính xác và sát nhất đối với kết quả của FB Shop. Thì hôm nay chúng ta sẽ gọi điện trực tiếp cho bạn Đặng Xuân Hùng để chúng ta có thể gửi tặng bạn một cái áo, và để lấy chiều cao, cân nặng, số đo của bạn ấy thì còn gửi cái size cho chính xác. Anh em chúng ta cùng gọi điện cho bạn Đặng Xuân Hùng. Alo ạ. Alo, có phải bạn Đặng Xuân Hùng không ạ? Vâng, em mình gọi điện cho bạn từ bên fbshop.vn ấy. Thì hôm trước có cái câu hỏi mà bọn mình quay YouTube thì bạn trả lời chính xác ấy. Thì mình muốn gửi tặng bạn cái áo cho cái phần trả lời của bạn ấy, thì không biết là bạn có địa chỉ ở đâu nhỉ? À vâng ạ, em cảm ơn ạ. Em địa chỉ ở trong Sài Gòn đấy nhỉ. À ok, thế thì bây giờ đọc hơi không tiện thì bạn có thể nhắn tin cho mình cái địa chỉ của bạn được không? Vâng, vâng, thì em nhắn lại cho anh ạ. Ok, với cả là bạn có chiều cao cân nặng là bao nhiêu để mình chọn size áo cho nó chuẩn? Em cao 1m7, nặng 62 cân. À thế thì bạn mặc áo size M cùng size với cả một số đồng size với rất nhiều người. Nên là mình sẽ gửi cái áo vào cho bạn sớm nhất và không mất một chi phí gì. Bạn chỉ như việc nhận áo thôi nhá. Ok, thế thì bạn nhớ nhắn lại giúp mình cái địa chỉ của bạn vào số điện thoại này nhé. Vâng, vâng. Chào bạn, cảm ơn bạn. Cố gắng tham gia những lần sau với cả FB Shop nhé. Để nhận thêm cái áo nữa. Ok, ok, chào bạn, cảm ơn bạn. Ok, thì vừa nãy chúng ta đã gọi điện cho bạn Đặng Xuân Hùng xong. Bạn ấy có chiều cao là 1m70, nặng 62 cân. Khá là lý tưởng. Chị em nào mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy mà thích đánh cầu lông mà lại cần một người bao hay là một nam giới tay khá to thì có thể liên hệ với FB Shop. FB Shop sẽ cho số điện thoại để đôi nam nữ còn kết hợp. Ok. Rồi, hôm nay thì clip của chúng ta vui đùa đến đây là đủ, trả kết quả bên đây là đủ. Bạn Đặng Xuân Hùng cũng đã cho chúng tôi địa chỉ và cái chiều cao cân nặng để gửi size áo. Thì hôm nay thì clip chúng ta có 3 phần. Phần đầu là chúng ta đã trả kết quả xong rồi. Phần thứ hai hôm nay chúng ta sẽ đi vào review hai cây vợt khá là mới của Lightning trong cái tầm giá là dưới 2 triệu. Thì không để cho anh em chờ đợi lâu nữa, thì anh em chúng ta sẽ hôm nay sẽ đi vào review hai cây vợt, đó là Turbo Training 50C và Turbo Training 20C.
Ok, vào phần đầu tiên đó là phần màu sắc và thiết kế của hai cây vợt. Thì anh em có thể nhìn qua thì hai cây vợt là hai cây có màu sắc hao hao giống nhau, đều sở hữu cho mình màu sơn là màu sơn đen chủ đạo pha với đỏ. Tuy nhiên cây Turbo Training 50C thì có pha một chút màu vàng nữa. Đây, các bạn có thể nhìn những cái hình tia chớp ở đây, nhìn nó bắt mắt hơn một chút. Hai cây vợt thì đều sở hữu cho mình cái nước sơn lì, nhìn rất là khỏe khoắn, đậm chất nam tính, cực kỳ mạnh mẽ. Những mấy cây này mà ông nào tay to vãi thích lắm. Về tiếp theo là về cái phần chiều cao cân nặng và số đo, xem là hai cái đồng chí này nó khác gì nhau không. Bởi vì Turbo Training 50C và Turbo Training 20C đều là hai cây vợt thuộc dòng thiên về tấn công, nên là hôm nay FBSOP sẽ ghép vào để giới thiệu luôn hai cây này. Thì bởi vì màu sắc của nó khá giống đấy, cơ bản là nó chỉ khác nhau về thứ nhất là giá tiền, bởi vì 50C là trên 1,5 triệu, còn thứ hai là cũng là giá tiền bởi vì 20C là dưới 1,5 triệu. Màu sắc thì có khác nhau một chút chút thôi. Ok, về cái phần chiều cao số đo cân nặng thì về cái phần mặt vợt, khung vợt và thân vợt y hệt nhau, không khác một tí gì cả, như nhau hoàn toàn. Nhưng mà thực sự là hai cây nó có cái độ khác biệt đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần 2. Cái độ khác biệt của nó là gì? Chúng ta sẽ đến với phần thông số kỹ thuật chi tiết của từng cây vợt, xem nó có khác biệt gì nhau không. Ok, thì trên tay tôi đây là hai cây vợt Turbo Training 50C và Turbo Training 20C. Về cái lực cân thì tối đa của nó là sấp xỉ 30 lbs, tương đương với khoảng 13 cân, tầm 13 cân đấy. Nhưng mà anh em nên giảm nửa cân hoặc 1 cân nhé, để cho nó bền vợt. Tiếp theo là về cái phần độ cứng, độ nặng thì hiện trên tay tôi đây thì là cây 20C có độ cứng là không quá cứng, nó gần về cái phần mức mềm dẻo hơn. Nếu mà đấy chia ra thành 1, 2, 3, 4, 5 mức thì cái này nó tính về cái phần mềm dẻo ấy thì nó là mức thứ 1, mức thứ 2. Còn so với cả cây 20C thì 50C là phần cứng hơn, thì cái mức cứng của nó là ở phần giữa. Đó. Với độ nặng là 20C nặng 87 + 3 g. Với điểm cân bằng là 298 + 4 mm thì là một cây vợt, thực sự là một cây vợt thiên công. Nó có độ dẻo nên là anh em nào mà thiên về công thì thường thường những cái cây vợt công thường thường nó hơi dẻo một chút để tạo cái lực cánh tay đòn cho chúng ta, để chúng ta có thể công tốt hơn. Thì nếu mà anh em nào mà tay có vẻ là thích dẻo trợ lực một chút để công tốt hơn thì chúng ta có thể chọn 20C. Đấy, với đến với 50C thì 50C có độ cứng là trung bình ở giữa thôi, nghĩa là nó không quá cứng, độ cứng trung bình, cũng có độ dẻo. Điểm cân bằng thì nó 305 + 4 mm thì thực sự là đầm đầu hơn so với cả là 20C. Độ nặng là 86 + 3 g, 86, 87, 88 thì đều là vượt 3U rồi, nên là với cả cái cây này thì nó hơi cứng thân hơn một chút, nên là anh em nào tay khỏe thì sẽ chọn lên 50C này, thì chúng ta công thì nó sẽ đỡ bị rung lắc hơn so với 20C, bởi vì 20C thân hơi dẻo, anh em nào tay khỏe quá giã thì úp một phát thì chẳng may nó hơi rung. Đấy, còn 50C này thì đảm bảo cho các bạn là cái độ đầm đầu và cái độ rung, độ phản chấn nó sẽ ít, thì là nó sẽ đỡ bị rung đầu. Thì bây giờ chúng ta đã xong hai phần, với phần đầu tiên là phần về chiều cao cân nặng số đo, phần thứ hai là về phần thông số kỹ thuật chi tiết của cây vợt. Thì phần thứ ba thì là vẫn như mọi khi thôi, thì vẫn là cái phần mà là gọi là cảm nhận thực tế của tôi. Thì cảm nhận thực tế của tôi thì nếu mà cho tôi chơi mà tôi cảm thấy cầm thấy thích hơn thì nếu mà đối với tôi thì tôi nghĩ là cây tôi sẽ thích cây 50C hơn, bởi vì là tôi không thích vợt quá dẻo cho lắm, như 20C là nó hơi bị dẻo quá. Tay tôi cũng thuộc vào dạng khỏe, đập nó, các bạn nhìn thấy đập nó cũng trâu, nên là nhiều khi là nó mà rung quá là tôi không thích, nên là tôi sẽ chọn 50C nếu mà tôi. Còn một số anh em nào mà tay yếu hơn, không khỏe như tay tôi ấy, mà thích kiểu trợ lực, kiểu thích phông đến cuối sân chẳng hạn đấy, hay là đập nó đi một chút, thì anh em có thể chọn 20C là một lựa chọn khá là chính xác. Còn về trên sân đấu thì tôi đánh nhiều cây 50C rồi, còn 20C thì chưa. Ok, thì hôm nay anh em chúng ta đã đi review xong hai cây vợt, đó là Turbo Training 50C và Turbo Training 20C. Thì anh em nào thích cây vợt nào thì có thể để lại cho chúng tôi cái phần ở dưới bình luận, xem là mình thích cây nào hơn, thích cây dẻo hơn một chút, hay là thích cây nó cứng hơn, hay là thích cây đập mạnh, hay là thích cây không cây nào đập cũng mạnh
Nhưng mà thích cây là cây nào mà nó dẻo hay là cây nó cứng thì anh em để lại ở dưới phần bình luận. Và nếu mà cảm thấy chúng tôi có thiếu sót gì về gọi là về phần cứng hay là về phần mềm của cây vợt, cảm nhận nó chưa thật sự chính xác thì anh em có thể cũng comment ở dưới phần bình luận luôn. Nhớ subscribe kênh YouTube của FB Shop và tham gia một chương trình nhỏ cuối giờ như hôm nay đây, thì các bạn sẽ được nhận một cái áo. Thì anh em nhớ tham gia cái chương trình nhỏ cuối giờ này. Thì hôm nay để với mong muốn mà làm một cái gì đó để cho anh em có thể xem clip và vừa có thể là học hỏi thêm, vừa có thể là biết thêm một chút về các kiến thức của cầu lông đấy, thì nó có nhiều, rất là đa dạng. Thì anh em cố gắng chú ý để theo dõi những câu hỏi, theo dõi những câu trả lời của FB Shop để chúng ta có thể mở rộng thêm cái phần kiến thức của môn cầu lông. Thì hôm nay câu hỏi của chúng ta là phần thứ ba rồi, là phần câu hỏi. Thì anh em chú ý theo dõi cái phần câu hỏi này để trả lời và để có thể nhận được một cái áo của FB Shop. Câu hỏi ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, thời gian gần đây khoảng 3-4 tháng trước thì có một quyết định rất buồn của Lee Chong Wei, đó là anh ấy đã gọi là từ giã cái sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Thì Yonex bắt đầu cho ra một cây vợt gọi là để tưởng nhớ cái quá trình thi đấu của Lee Chong Wei, thì làm cây vợt 99 Lee Chong Wei, như anh em biết là nó màu xanh đen nhìn rất là đẹp. Thì câu hỏi ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh vấn đề vận động viên người Malaysia Lee Chong Wei. Thì cho phép chúng tôi hỏi ngày hôm nay, vận động viên Lee Chong Wei là một vận động viên người Malaysia, các bạn nghe rõ nhé, là một vận động viên người Malaysia. Anh ấy là một huyền thoại cầu lông Malaysia. Và câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay, Lee Chong Wei đã vô địch thế giới mấy lần và đã vô địch Olympic mấy lần? Ok, thì anh em đã rõ câu hỏi chưa nhỉ? Câu hỏi, tôi sẽ đọc lại câu hỏi một lần nữa này. Vận động viên Lee Chong Wei người Malaysia là huyền thoại của cầu lông Malaysia. Thì anh ấy đã từng bao nhiêu lần vô địch thế giới và đã từng bao nhiêu lần vô địch Olympic? Có hai phần nhé, nhớ chú ý trả lời cả hai phần này. Thì để đỡ tuột mất cái áo khỏi tay thì anh em nhớ là phải subscribe kênh YouTube của FB Shop này, trả lời đúng câu hỏi và phải trả lời có bao nhiêu người trả lời giống bạn. Nếu mà chính xác nhất thì FB Shop sẽ tổng hợp và gửi lại cho người trả lời nhanh và chính xác nhất. Một người thôi, mỗi video chỉ được một người. Anh em cố gắng chú ý là nhớ like, subscribe kênh YouTube và chia sẻ rộng rãi clip này để cho mọi người cùng trả lời xem ai sẽ may mắn hơn ai. Goodbye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sắp tới.